Dạ lâu nghe. Dạ hết rồi, chiều nay tối nay là mới lên nữa. Thì em nói hết rồi, thì em nói hết rồi, em nói là hết rồi, sáng mai anh chạy lên chứ em có không, không nói trước đâu. Thì hồi hồi sáng thì em còn, thì em bán hết rồi chứ ai đâu mà ai đâu mà nó dốc anh làm gì. Giờ xe tải với bơi đang chắc lên nè. Ừ, dạ. 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 Chưa đâu, để sao sao cho nó già cây đi rồi mới cắt được chứ. Ý là cho nó già cây là già già mấy cái đọt đâu đó. Đúng rồi. Thì hai chừng tháng sau Tết đi, tháng sau Tết là cho nó khỏe. Đúng rồi. Dạ. Dạ lâu nha. Ở đâu ạ? Không, mấy cái đó nó dùng như em bán là bán vốn không à. Dạ. Không thì không có thì anh coi. Trái gì vậy? Còn chứ? Thì em trên ở trên 209 còn nhiều lắm. Mà sung nó còn trái không? Còn trái chứ. Không còn thôi vậy. Sung nó còn trái chứ sao mà nó không còn? Trái non non đầy hết trơn chứ không còn. Thôi thì thôi đi, ừ. Thì ở trên 209 em còn 20-30 chậu gì đó, còn nếu mà anh coi được thì lấy cũng được thôi đi chứ. Dạ tối lên. Dạ. Không, nói chung anh đều lấy được thì giùm, lấy giùm em cũng được thì thôi chứ em để em bán người khác chứ không có gì. Dạ.